Và bây giờ là trận công đài thứ ba giữa tay vợt công đài Lâm Quang Kết của Hóc Môn và Hoàng Xuân Sơn, đài chủ của Biên Hòa. Đây là lần gặp nhau thứ hai của hai tay vợt này ở trên ngôi đài Mirati. Trong lần gặp đầu tiên thì là Sơn đã thắng. Đây có thể gọi là trận lượt về giữa hai tay vợt. 0-1. Và 11-7 set thứ nhất cho Hoàng Xuân Sơn.